áo. Nhìn mất chồng rồi. Đây bà mặc luôn. Đây nhá. Lấy cho một cháu nhỏ cho cháu bé nữa. Quay sai là một thứ gì. Đây nhá. Đẹp nha. Đây này. Đây này, xem chú này. Rồi. Rồi để lấy cái áo cho cháu bé này nữa. À đây rồi. À hơi rộng rồi. Ê không lớn được đâu. Không lớn kịp đâu. À đây lấy thêm rồi. Đây. Mặc cái áo cho cháu luôn. Đấy. Cho hai bà cháu nó đứng lạnh từ nãy giờ. Rồi. Trong khi chờ phát quà với lại là nhận đồ thì mình thấy trường hợp nào mà đang mặc áo phong phanh là mình thường là sẽ bố trí các cái quà thêm. Cái xòa số dôi dư ra là sẽ tặng luôn. Cho nó hợp lý và ý nghĩa mọi người nhé. Đây thì bình quân mỗi hộ sẽ có vài suất. Cho nên là cũng rất là nhiều. Đó. Vâng, đây để cháu lại sang đây. Đây là các bà già già. Lâu thì mái. Mày bự to. Lâu thì Huế. Mày hóa ra xuống này bây giờ. Thì to đó. Lâu thì bài.
Hôm nào dạy em làm cái này với nhá. Đây. Rồi mình tranh thủ lên hình một tí nha mọi người ạ. Đến lúc sợ mọi người lại bảo là mình không đính ra đụng tay đụng chân gì cả. Lúc nãy có những lúc mình vẫn phải tắt máy để mình vận chuyển đồ cùng với mọi người đấy. Vừa phải quay phim vừa phải vận chuyển đồ cùng mọi người hỗ trợ nhau. Cứ đưa rồi tự đưa đổ với nhau. Vừa đây là các cháu học sinh. Này cấp 2. Đây gồm có dép với mũ với áo. Dép với mũ với áo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.